Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Mình là Tài Minecraft, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Bad World tập tiếp theo. Thì dạo này mình cứ để ý là mình ít ra Bad World thiệt. Mọi người thông cảm với mình nha. Tại vì cái lượt xem sinh tồn của mình nó rất là cao luôn á mọi người. Và tập này chắc chắn là mình sẽ chơi chung với lại YMC và cả Kyo MC. Chúng ta bắt đầu luôn nè. Giờ mình chỉ cần chờ đông đủ rồi mình sẽ bắt đầu luôn. Ừ, nhưng mà sao chọn đội đỏ? Không chọn được, tại vì có người chọn. Mình đã tham gia một team rồi. Yo. Đồ tại MC ấy, đồ tại MC kìa. Có người nhận ra, rồi. Má nắm đập lần đầu của anh bạn. Ít đâu. Mình hỏi đụng kim cương hay là ngồi bảo vậy đó. Mình qua mình tấn công luôn. Đi, rồi quên mặc giáp vô, nóng quá. Toàn hơi nóng không sao. Qua được mọi người. Ôi, té ơi. Ok, em sao mọi người ơi, mình có nạp lần đầu. Rồi giờ bọc lường lại. Đó, này là thằng nào đây? Ủa? À, đây, okay, à, đây mình 4 người á hả? Mình nạp lần đầu ấy. Đây mình 4 người mà. Hàng dĩ qua đi. 4 mà. À, quên. Hàng dĩ qua đi theo anh. Anh tưởng thằng nào? Trời ơi. Chiếm quả được ra vậy. À, quay. À, bắt đầu mọi người chia vàng ở cho anh nha. Kệ, bạn nghe đứa kim cương kìa. Vàng thì còn đúng cái gì thôi. Ủa, cái gì vậy? Đội vàng muốn lộn rồi kìa. Anh qua sao nó cay nè. Ủa đùa, sao nó cay nó lắc cái kiểu gì vậy? Ủa, quýnh nhau rồi. Rồi sao nó cay ngấm rồi, đập lắm em. Rồi xong đồ vàng bị ngủ rồi. Ủa đồ vàng bị giết bởi xanh là cây, đồ xanh là cây bị sắp bị giết bởi đồ xanh đồ à. Rồi sao nó cay đây, đang là sao nước biển mà sao nó cay nè. Em, oh no, hula té rồi. Bên này nè, nó xanh tím nè, căng quá. Em hô la em té rồi. Ê, rồi thêm mày nữa cái gì vậy bạch nhang, trời ơi chứ gì là nghe tiếng bạch la rồi. Đang được em gì nữa, bắt đầu đâu mày hô la chứ, đâu hô la nữa, nãy hô la em đi đặt lớp như này, đặt lớp vip rồi lắm nha, cái tự nhiên té mà đặt lớp hay lắm, chơi hay lắm kìa, hô la hay lắm. Anh đồ vip thế người niêm clip hy vọng là bạn sẽ thấy được clip của anh. Ủa? Mày tới. Má anh đặt lên mình té luôn, á đù. Mày lắp lại, má quê quá mọi người. Làm lại, tao làm lại được. Tao hơi quê xíu. Quê thiệt má. Ê, gì vậy? À, có thằng lắp lắp, trời đất. Gì? Mày ông cái gì đây? Gì nữa? Gì chứ muốn gì? Anh Tài đang qua bên kia rồi. Anh Tài đang qua nè. Tiêu xanh nào cây. Chơi luôn. Mấy con ok được nè, giờ tao mua cái gì đó. Ôi, đang đánh mà, ủa? Tao cần có chai bơm mà, tao cầm có chai bơm với cái kiếm đá quà, tao không cần gì đó. Kiếm đá quà, tao không cần gì đó, thiệt, tao cần hai đó thôi. Tao qua tao chơi nát tên bạn luôn. Tiêm đồ quá. Ôi, gì vậy mấy cha, á đồ, ở nhà không canh được luôn. Mẹ em đang dưới đồ thì thấy tiếp đổi em tìm tiếp đổi em ra đánh thì nó đạp ba con ti ở ba quả TNT. Thôi thua rồi. Mẹ. Quay mẹ em tạo rồi. Wait a minute. Thì thôi quay rồi. Lấy kim cương nữa. Nữa. Mình chơi gà vậy mà mọi người cứ bắt mình chơi Bad World. Chán thiệt. Má tính ra là thằng đội xanh lá cây nó mất cái giường rồi mà tao vẫn qua đặt bơm với mày. Má tao không hiểu tao đang làm gì luôn á. Hiểu. Xanh lá cây đang bên đội vàng để ở không phải đâu. Ủa, xanh lá cây đâu rồi? Ba đứa xanh lá cây đang chiếm ưu thế ở đảo giữa nha. Nó đang lượm ngọc thực bảo. Tụi bay đi lấy kim cương, tụi bay nâng cấp đi. Hula đang qua bên đội xanh lá cây để lấy thêm vàng nè. Lấy thêm vàng sắt đem về ở bạch nhang gì chứ. Thằng nào phải hy sinh qua bên đảo giữa để lấy đi chứ. Còn một thằng ở nhà dùng mới nâng cấp diamond đi. Ôi bạn ơi. Thôi dở rồi. Lỡm rồi trời ơi. Lỡm rồi, trời. Ông má nó cái lúc này đi trên này nè, xong mình chỉ có bị lắc. Quay, cay thiệt chứ. Sẽ bỏ có lắc đâu bình thường mà. Ừ, sẽ bỏ nãy giờ anh em mới chơi bình thường mà. Ý là mạng em lắc. Mạng em á. Nhớ cay đấy nhờ. Mày đổi thừa server là chết chứ tụi tao. Xui cho tụi nó là trong mày tao không có nạp lần đầu được như trong clip TikTok thôi. Thấy mày cảm động sắc giọng mày ghê quá. Mày cảm động sắc giọng mày ghê. Cảm động thật tiếp nữa chứ. Cái đồ có thể cộng cái đầu lên gì? Mày thấy là đang đội lên đúng không? Thấy là đang đội lên không? Đây bạch nhang đang đây còn. Nè, thấy cái đầu lên lẫn. Wow, đây là vị trí của một bạn hola đang. Đó, gọi là công nhà của bạn. Cái đầu sai.
Ờ bay không đồ, bay không đồ được đâu nha. Hola chơi hơi biết đồ. Má hồi nãy hay lắm bạn chứ. Hồi nãy chứ mà hồi má kiểu đặt lắm. Đặt kiểu con biết cũng chậm chậm á nhưng mà con biết chơi xong cũng hay té luôn. Ôi ơi. Hola chuẩn bị Hola, Hola, Hola. Dứt. Rồi bạn ngủ rồi. Rồi xong. Rồi bây giờ là chỉ còn có mỗi giúp luôn cay ơi, qua giúp luôn đi. Không còn gì để mất đâu cay, qua giúp luôn cay. Bên tận lên cay. Em nâng cấp, nâng cấp thêm một cái rồi đó. Một mình cay sẽ cân được bờ liệu quốc liệu đây. Chưa nó hết rồi. Rồi đó, giờ bây giờ bắt đầu trận thứ hai. Tụi anh em muốn chọn tên nào? Nãy tên đỏ, nãy tên gì tao quên bả rồi. Nãy tên đỏ, à nãy xem sao đất biển vậy, tao tên đỏ đi. Rồi đó, tên đỏ đó. Anh Tài nói đúng á, đỏ là thắng rồi, tin anh mày đi. Ok thì bắt đầu trận thứ hai nào. Let's go. Ok, giúp. Ra hết. Ra chỗ khác. Anh em né ra, tôi đi tôi với giường. Ủa cái giường mình đâu rồi? Mình đứng một cái góc rất là đỉnh. Góc luôn này vậy. Ở này, trước mặt là mình có một cái emerald à, còn bên tay trái, bên tay phải cái này nè. Bao lợi luôn, mình là bao lợi luôn. Quan trọng là qua chứ không? Quan trọng là qua có qua chứ không? Cái đồ đi ra. Ha, đặt lóc gà quá. Ước gì đặt như bạn kia. Ê, vậy vậy. Ây rồi xong luôn, ba mẹ anh Toàn luôn. Rồi xong. Rồi đội vàng giống anh luôn, đặt lóc té luôn. Một đứa bắt qua đảo giữa đi, một đứa bắt qua đảo giữa. Từ đang thiếu đồ, đang méo có đồ. Đội đỏ quá kìa. Nó té luôn rồi em. Nó té luôn rồi, nó té luôn rồi. Để anh Tài qua đội đỏ chơi luôn, anh Tài qua đội đỏ chơi luôn. Nó bắt lóc rồi cho anh Tài. Bắt lóc một rồi. Đồ. Có chừng kìa, ơi có chừng bạn ơi, bạn. Em bắt lóc ra mít nhá. Bắt lóc ra mít. Có chừng kìa. Ôi gì vậy? Nó lên kìa. Rồi xong. Nó lên kìa. Đâu vậy? Nè không nghĩ nhờ. Đi đánh đi ba đi, đi ra đánh đi. Đánh nó còn hai máu kìa. Đặt giường lại. Ê ra phụ. Đây em còn mấy đồ rồi. Chờ đấy rồi. Bây giờ không đủ đồ, giờ không đủ đồ luôn á. Giờ chưa có giáp nữa. Rồi. Ê chết mẹ, nó qua. Không có, anh đặt bom cho té em. Nó trên mình ấy, nó trên cái đấy. Quay nè, nó đây nè. Cái đuổi đó đâu rồi? Đánh đi kìa. Hay. Kìa nó một đứa đang chuẩn bị qua kìa. Hai đứa luôn. Trời ơi, chưa mua giáp nữa. Mà mẹ anh Toàn không có chơi lâu quá rồi, bỏ cái Bedwar này là xong giờ ngu quá. Ê. Tốt. Rồi đi qua kia em lấy kim cương cái nha. Khoan, ở nhà canh đi. Ok. Rồi đặt cái chốc lóc nãy, cái lóc L đi. Còn bao lâu? Còn em. Ê, rồi. Rồi, tè ơi. Mà em lắc quá. Lắc tè bếp quơ, cứ gì chết rồi. Xong. Tài phá giường rồi. Tiếp đổ quá, tiếp đổ quá. Nó qua kìa. Nó cay kìa. Ái đù, mấy chung hô lộ cái gì á? What the hell? Một đứa đỏ bị bay rồi kìa. Em ra chiếm một thằng luôn nhá. Không, tao tao bạn. Qua đội đỏ chơi luôn cái nè. Để nó hốt đi, còn con đứa à. Hai ngon lắm. Đội đỏ chết luôn rồi. Em giết rồi. Ừ. Ui, mẹ. Để anh qua đội xanh lá cây luôn. Khoai. Nhà mình đứng rồi, Nguyên. Rồi. Ở đâu vậy? Bay tem luôn. À, xanh lá. Xanh lá qua mà, còn xanh lá mà. Bây giờ anh đang qua xanh lá anh phá vườn nữa nè. Kim cương em nhỏ dương thường ấy, kim cương bổ dương thường ấy, có 3 kim cương rồi. TNT thì có 3 TNT. Ôi. Vậy. Ôi, má nó bụt, ba đứa nó bụt vô đánh tao kìa. Đâu có được gì vậy? Ai? Hả? Nó khóc vậy đi, nó vậy. Một hai đứa công hai đứa thủ chứ trời, đứa nào cũng thủ hết ai chơi. Thằng kia nó bây giờ nó nó đang lấy kim cương rồi. Sao nó cay sao qua đây. Anh Toàn cần ấy không, cần TNT không? Cần chứ, em có mua TNT em để trong gương tranh đi. Để anh lấy cái anh hồi nào anh lấy 4 ngọc lục bảo cho anh đi. Anh làm ngọc ender bay thẳng vào đó làm luôn à. Anh cần lục bảo à? TNT trong gương nha. Có bởi là phải bì với nó nha. Có chừng á. Lục bảo hả? Ừ. À bắt lục té phải đá. Vãi trước tự đặt bom tự té luôn kìa. Ê. What the hell?
Ủa cái gì bắn cung được ta? Ủa? Gì kì vậy? Rồi, hai đứa tự té luôn rồi kìa. Qua đi cây ơi. Rồi, anh rồi kìa. Ê, mấy đứa. Ở trong này nó có Diệp. Có dùng cái khối không? Khối em bắt đầu, à khối không? Bà mẹ tao bấm lộn đặt nước cho mày chi vậy ta? Tụi bay mua nước, tụi bay đặt cho cái khung ở đây là ở đâu? Alo. Có chịu quá vậy, trời ơi. Thằng nào đặt chưa? 10 phút nữa kìa. Để à. Em mà là trong rừng thường nha. Em mà đồ trong rừng. Bây giờ nào quan trọng với tao đi. Thằng nào đặt vậy? Bớt tem. Cậu đi nhờ. Bớt tem quá bây giờ. Đúng bóp luôn chứ bóp tem gì nữa. Thằng nào vậy? Không biết. Lấy vào lớp chào bạn. Không được, chẳng không được. Bực quá. À đây đây em có khách, em có khách. Đi ra ngoài đi mấy ba, đừng có trong này. Đi ra ngoài phụ. Qua đi nè, bây giờ tụi nó đang đây nè, tụi nó đang nhảy khó chịu quá à. Ui, nước tùm lum luôn. Sao nó cay quá, sao nó cay quá. Ba, con nước khó chịu quá. Server này bị lỗi ở cái chỗ là mình đặt lắp chỗ đó không được mà trong khi đó mình đổ nước lại được. Không thể nào mình qua lại một lần nữa. Hồi nãy qua lúng túng đẹp luôn. Anh Vũ ở lần cao xuống anh nhảy xuống dưới. Đây này, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi kìa. Đâu 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 từ từ. Cái bờ nước có chịu. Ôi. Chơi xong rồi má. Cộng luôn. Chạy đầu vô. Ôi, tao không tin vào mắt mình luôn á ba. Mày thế nhờ. Má quỳ lý. Ô đi. Chạy bộ, đi bộ vô luôn mày. Cái đúng vậy không có được. À. Ý được này, cái thế nhờ. Nó bắn bóng nổ qua kìa. Máy chủ khởi động sau 5 phút. Rồi đó. Anh chơi chắc hết rồi đó. Nó trên. Nó nhảy xuống rồi. Nó chơi chắc. Trên chị. Kìa nó bắn nổ kìa. Mấy đứa. Đây một ba. Mấy đứa. Mày kiếm được qua. Cái gì vậy? Nhà kìa mấy ba. Mấy đứa. Sao để mình anh đặt vậy? Mấy đứa. Rồi nó té rồi. Tính ra nó đặt bơm nổ rồi anh đặt lắm bây giờ hơi nhiều á. Nó té rồi em. Giờ sao tìm xanh luôn mẹ, cay thế nhở. Em có bóng lửa rồi đi nè, đi. Anh có kiếm kim cương chưa? Chưa. Cái nước này khó chịu quá à. Rồi cái này bơm lửa. Quay nè, cảm ơn nó bắt đầu lửa rồi. Không trúng đâu. Cái mít chị, tao đang ở nhà nó nè, tao chuẩn bị qua nè. Tao có một... Ê, qua chưa? Ngọc Ender anh có rồi nè. Em có Ngọc Ender này. Rồi qua nè, ném đi. Từ, mẹ em đang bị vướng vào nước. Và đồ cha cây nước tí nhở. Cái mít chị, tao đang ở nhà nó nè, tao chuẩn bị qua nè. Tao có một... Ê, qua chưa? Ngọc Ender anh có rồi nè. Em có Ngọc Ender này. Rồi qua nè, ném đi. Từ, mẹ em đang bị vướng vào nước. Và đồ cha cây nước tí nhở. Mẹ em chói rồi nè. Mẹ em vướng là ngay. Khó chịu quá à. Ê, cái đồ. Mày... Em làm đủ rồi. Nó có bao nhiêu? Bây giờ. Ê, bà mẹ mà một phút sao kịp má. Trời ơi, vậy? Sao kịp? Một phút sao kia không? Nào. Thôi, bây giờ qua cộng bi solo BB luôn. Không sợ đó, không sợ. Anh solo BB luôn. Anh tài cấu rồi mọi người, anh tài chơi con biết luôn. Dạ rồi, cái nước nó khó chịu quá. Ở đây. Một
5 giây, 1 giây, 3 giây. Ở đây đông quá em ơi, ở đây đông quá. Trận này thua rồi. Đâu, trận thứ 3, trận thứ 3. Trận thứ 3. Ồ, ok, chọn cái nào vậy? Có mà chọn cái nào? Không, cái này hệ thống tự chọn mà. Tụi mình chung một team hết á. Ờ, team đỏ luôn. Team xanh, lúc nào cũng là team xanh hết á. Ủa, anh team xanh vậy là... À, bạch nhang đỏ, ok. Rồi, bạch nhang đỏ luôn, rồi, bạch nhang bay mà bóng đeo. Anh em chinh chiến. Không, cái này hệ thống tự chọn mà. Tụi mình chung một team hết á. Xin cái đầu nè. À, toàn tiếp xanh nè. Qua đây, qua đây, bạn qua đây. Bạn biết tôi, bạn qua đây. Bạn đâu? Đội đỏ đâu? Bên nào ta? Bên phải. Bóc bên phải, bóc. Bóng mẹ. Á đù. Bị gì ta? Tự nhiên nó vô, chuẩn bị đặt nó té xuống dưới rồi chắc. Hay lắm. Mới cúp đầu tiên luôn. Team mình, thằng Lạc Tinh Quét mở bên đội xanh. Nó khó hiểu từ cái tên cho tới cái cách mở đặt lắm luôn. Chán bạn tôi. À thề luôn, tự nhiên cái ông kia. Ông kia ông ra ông đặt bằng che cái giường anh gì á. Quá cái giường, dựng cái giường mới sai sai quá đấy. Giường cái sai rồi kìa, đặt lóc đi em nó trong đó. Sao lại đặt lóc đi em ở ngoài? Ra ra hỏi ông đó. Ra ra để thằng lấy lóc, ra để thằng lấy lóc. Khổ quá. Cần vàng lấy lóc mà chứ không cần gì đó, cần vàng lấy lóc thôi. Đội đỏ, tớ đội đỏ bay màu à. Tớ đội đỏ cái gì mà để tao nhảy mà. Kiên thi. Đội đỏ đang chiếm lợi thế à. Quá nhai mắt đi mắt lóc vào bên gì luôn á. Lấy em rồi luôn. Cho ông kia ở nhà đi. Quay. Ơi, anh Toàn giỡn, anh Toàn giỡn. Nè đây cái thằng xanh xanh nhá. Quay. Nè thằng này đánh em bay đi không rơi xuống luôn. Ảo tới đây. Ảo thật đây. Ảo bay bíp. Ủa cái gì vậy? Tao mới thấy là gì nó rớt xuống vậy. Thế nhiên là xanh là cây. À xanh là cây. Cái thằng tên là Penky gì đó ấy. À Penky. Nên là hay đánh ta kìa. Nó đánh mẹ mình không làm gì luôn. Nó tính nhanh ngu rồi, còn nó không tính nhanh. Tờ phải có giáp cho ta. À kiểu giáp luôn. Cái gì vậy? Rồi xong. Anh Tài qua nha, bay. Bạch nhang. Bạch nhang, nó lên bạn điểm số. Nè, chưa qua. Đi lấy toàn rồi. Bạch nhang chưa, không, bạch nhang bay giường rồi. Ơ, bạch nhạc đã giết bởi anh Toàn đã giết bởi anh. Bạch nhạc, ui em cân 2 luôn nè. Ủa, mày còn sống không? Em chết rồi. Ủa, trời ơi, tưởng mày còn sống chứ. Trời ơi, cân 2 cái kiểu gì vậy bờ gưu. Cân 2 nhưng mà em vẫn giết được 2 thằng. Tem tao. Hiếp em vẫn giết được. Hồi nãy tem anh hơi bị hiểu ý anh luôn. Anh qua anh đặt bom, anh chạy lên trên là nó đi vô, nó phá lóc liền. Nó chơi đúng ý anh luôn á. Nhưng mà anh kiểu thằng xanh là cây á. Thằng xanh là cây á. Rồi, để anh thử xanh lá cây nè, anh biết rồi. Đáng nghe anh định qua nhà anh rồi nhưng mà thằng xanh là cây nó lỡ nói. Nó chấm được không mày? Không thì nhở. Tôi đang đợi xanh lá cây. Ờ, xanh lá cây kìa. Ờ, chùi rồi, dã ba em rồi. Thằng này cứu. Có ai dí mày đâu cứu. Em bắt đầu trong rừng nha, trong rừng thường á. Ây, một cái nữa mới đủ. Thằng đồ nó đi, bắt nó té luôn. Chu hề. Cây thế nhở. Qua xem anh Toàn đi, đỡ buồn. Thằng xanh là cây mẹ giờ nó là xanh nhất trong đấy. Vàng thì chưa thấy động tĩnh nhưng mà nó vẫn đang thủ ở nhà. Thằng kia kìa đúng không? Đây, thôi cây, thôi cây trắng ơi. Kìa, nãy nó giết em á, nãy nó giết em á. Ủa? Đồ quay xe nhanh vậy? Quay xe nhanh vậy? Á đồ. Vậy? Rồi, nó quay xe nó qua nhà nó nè. Quay đi em ơi, anh Toàn qua rồi. Thằng Red chuẩn bị đối đầu với team đỏ, team xanh lá cây. Đội vàng đang đánh nhau với đội xanh lá cây để anh chiếm ưu thế luôn. Anh đi theo nó luôn. Để lợi dụng mình phá đội xanh lá cây. Lính nó. Mà nó chết luôn. Nó chết luôn rồi. Tàn MC rút. Nhưng mà Rồi chết rồi hai bên luôn. Ủa này đâu hả? Đang ở giữa, đang đã ở giữa. Đang ở giữa. Kêu. Đồ, sao có em mà đồ đi vậy? Không thấy. Thằng xanh là cây, nếu mà nó PVP một mình ấy thì nó có thể chơi được. Nhưng mà nếu mà nó PVP nhiều người không chơi được. Có mặt lục bảo chưa? Chứ tao ngứa tay đâu mà cha. Hả? Có rồi, có một viên rồi nè. Tao về nè. Rồi, team xanh là cây sắp chết rồi. Team xanh là cây đang bị ấy rồi. Để đâu qua đội vàng. Hay lắm. Giờ chỉ có team vàng thôi, Cảm ơn. Em qua cho em lụm luôn emerald ấy. Team xanh là cây nó đang lấp bằng len ấy, anh có cơ hội đấy. Nó chỉ lấp bằng len thôi. Bị mấy con kia nó phá rồi. Cái gì vậy? Thanh niên dùng đội vàng đây đúng không gọi. Thanh niên dùng auto click mà mẹ đâu. Đó, à đúng, dùng ở đúng rồi. Cứ coi như auto click đi. Dùng hack mà nó lại té.
Ủa có tài không thằng nào mà xanh xanh vậy? Rút về thôi. Lên team xanh của nó lên người lắm. Rồi. Anh Toàn ơi, anh sắp chết rồi anh ơi. Toàn, hồ thít nữa. Ôi, má xém phá được cái giường nữa kìa. Bây giờ nó chỉ lắp mũi kính rồi, bên trong rồi. Team vàng đang ra là thế rồi anh tranh thủ đi. Team vàng đang ra là thế với team xanh rồi. Team xanh đang ê, quay, ngược. Kìa, nó kìa lên. Đã anh qua giờ. Nó đang bắn cung ấy, nó đang chơi cung ấy. Thằng vàng đang chơi cung ấy. Đấy rồi. Rút, Ây da, anh Toàn. Ủa, Toàn ở đâu vậy? Trời ơi Toàn, hay lắm anh Toàn. Lộ quay lại. Trời ơi, anh đi đường đấy là anh chết giờ rồi, anh đi đường kia không đi, đi đường này. Không, anh tại sống ở đây. Trời ơi, má xem xong cái đọc Ender đâu, nó chưa bay tới. Xong rồi, tụi nó mất giường là xong rồi. Anh đi nhiệm vụ đi phá giường rồi. Còn tiếp vàng. Một thằng vàng cuối cùng với cả mấy thằng, hai thằng xanh nó đang chơi bắn cung nhau. Sao nó cày còn ba đứa đúng không? Tụi nó ôm cho nó bảo vệ á. Một hai đứa ở nhà, một thằng công. Hai thằng đứa đang ở nhà, một thằng công. Để anh em xem thằng con này. Thằng con lại đâu nhỉ? Trời ơi. Anh cũng té luôn rồi. Đây phải chạy. Đây hay. Ôi rồi xong. Phải, nghĩ sao đứng đó bắn cung ba. Ok mọi người thấy video hay, đừng quên nhấn like, subscribe, share giúp mình để mình tiếp tục ra video tập tiếp theo của Minecraft Bad World. Thì lý do mà mình ra Bad World chậm là bởi vì mình chơi rất là dở và tệ luôn á. Thì mà mọi người cứ yêu cầu mình chơi thì mình cũng chơi cho mọi người vui. Đây là phần F3 thì mình nghĩ là Mudder với lại Bad World thì mình sẽ làm 2 F, hay 2 F nữa thôi, là tới F5 thì mình sẽ ngưng nha. Mình sẽ chuyển qua được một cái series mới hoàn toàn để cho mọi người xem nó mới mẻ hơn, xem nó đỡ chán hơn nha mọi người. Và đúng 100 like, 20 xem mình sẽ ra hẳn tập tiếp theo cho mọi người luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong phần tiếp theo của Minecraft Bad World. Mình đón xem livestream vào lúc 12 giờ mỗi ngày nha. Trên Nemo Facebook. Yêu tất cả mọi người nhiều. Bye bye.